Lại một ngày rảnh rỗi của Tâm và Gia Huy, vì mùa hè quá nóng bức nên cả hai quyết định sẽ đi biển. Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng Tommy không thể cắm được cây dù xuống cát. Trong khi đó, Jerry đã nhân cơ hội Tom không để ý liền đi ăn vụng. Tới khi mèo con đã cắm được cây dù thì bỗng nhiên gió thổi cậu bay lên trời. Còn Gia Huy vừa mới ăn vụng xong mà nhìn thấy mình đang bị lơ lửng thì rất sợ hãi. Cùng lúc đấy có một chiếc máy bay đang bay đến và suýt đưa cả hai đi gặp ông bà. Vừa thoát chết khiến Tommy mừng rỡ nên cậu chỉ muốn làm một ngụm nước ngọt. Nhưng cậu đâu ngờ mình lại được đáp đất nhanh đến vậy. Chuyện cũng đã lỡ rồi nên mèo con muốn tìm gì đó để bỏ vào bụng thì nhìn thấy giỏ đồ ăn còn mỗi cái nịt. Jerry định chối nhưng tiếng ợ hơi của cậu đã làm lộ tẩy mọi chuyện. Thế là Tâm và Gia Huy liền bắt đầu chơi trò mèo vườn chuột như mọi ngày. Nhưng vừa đi được một đoạn thì Tommy nhận ra có gì đó đau đau ở chân. Hóa ra là có một con cua đang ngứa càng nên muốn va chạm với mèo con một tí. Thế là Tom phải lấy cái kẹp càng cua ra thì nó mới biết sợ là gì. Cùng lúc đấy Jerry đang bỏ chạy thì bị cụng đầu nên đã bị Tommy bắt được. Sau đó Tâm đã mang Gia Huy đi làm mồi câu để đi câu cá. Mấy con cá thấy thế thì thích lắm nhưng chúng đâu ngờ mình mới là đứa bị ăn đòn. Jerry nhân lúc mèo con không để ý liền buộc dây câu vào một chiếc thuyền. Kết quả là kéo bay Tommy ra khỏi chỗ ngồi câu cá luôn. Lúc đầu mèo con còn hơi luống cuống chưa biết phải làm gì, nhưng ngay sau đó cậu đã biến tấm ván trở thành một tấm ván trượt và lướt trên nó. Do mải tận hưởng mùi gió biển mà mèo con đã không để ý phía trước, kết quả là vô tình đâm trúng tàu ngầm và bị nó kéo xuống biển. Tiện lợi thế thì Tommy liền mang luôn bộ đồ lặn ra để đi săn cá cho nhanh, nhưng kỹ năng ném của mèo con có vẻ hơi giỏm khi có 3 cây mà cậu hụt hết cả 3. Tâm để ý từ xa thấy Jerry đang cười nhạo mình thì định ném lao tới, nhưng cậu đâu ngờ mình lại tự đâm thẳng vào cái bình dưỡng khí khiến nó kéo bản thân bay vào một cái hang. Một con bạch tuộc đang ngủ ngon mà bị quấy rối thì nó liền đáp trả lại Tommy, sau đó vì quá mệt mỏi nên Tâm đã nhờ Gia Huy đi câu cá giúp mình. Ngay khi cá vừa cắn câu thì Tom vội chạy đến nhưng cậu đâu ngờ đó lại là cá điện, mèo con ở dưới nước chưa được 3 giây thì suýt chút nữa đã trở thành mồi cho đàn cá. Nhưng trong cái rủi có cái may khi giờ đây cậu đã có thể lấp đầy cái bụng của mình. Ngay khi Tommy chuẩn bị ăn thì bỗng nhiên từng con cá biến mất. Hóa ra có một con hải cẩu con đã hớt tay trên và nó đã ăn hết đống cá trước mặt Tom. Thậm chí nó không nể mặt mèo con mà ăn nốt luôn con cuối cùng. Tới khi Tommy muốn đòi lại đống cá thì lại bị con hải cẩu con méch mẹ. Quá bất lực nên cậu chỉ đành phải buông bỏ và bắt xe về nhà. Lại một ngày rảnh rỗi ở ngôi nhà của hai bà phù thủy, Tommy đang ngủ ngon thì bỗng nhiên bị đánh thức bởi Jerry đang chạy ở bên ngoài. Cậu nhanh chóng đuổi theo thì lại bị hai bà phù thủy kéo về. Hai bà bảo mình có việc cần ra ngoài nên cần cậu trong nhà và nếu không làm cẩn thận thì sẽ được cho vào nồi. Mèo con biết Jerry đang ở trong phòng đựng thuốc thì cực kỳ hớt hải. Trong khi đó Jerry đang thử từng loại thuốc xem chúng có tác dụng gì. Kết quả là cậu vô tình tìm được một cây đèn thần. Thần đèn đã ngủ được 2.000 năm mà bị đánh thức thì cực kỳ thèm nói. Ông ấy nói liên tục y chang thằng bạn tôi ở trong lớp học vậy. Thần đèn cũng không quên nói về việc ai làm chủ nhân của ông ấy thì sẽ được 3 điều ước. Jerry vẫn chưa hiểu được chuyện gì nhưng cậu thấy Tommy sắp sửa phá được cửa thì liền ước Tommy sẽ bị biến mất. Kết quả là mèo con liền bị dịch chuyển bay lên trời và ngã thẳng xuống nhà. Sau đó là màn đuổi bắt của Tâm và Gia Huy như mọi khi. Nhưng với sự giúp đỡ của thần đèn thì Jerry đã ước mình có một đôi chân nhanh nhẹn. Thế là bây giờ cậu dư sức cho mèo con ngửi khói. Thần đèn thấy như vậy vẫn chưa đủ vui nên đã bố trí bẫy xung quanh người Tom. Tới khi cậu ta nhận ra thì đã liên tục bị đạp vào hết cái bẫy này tới cái bẫy khác. Jerry thấy vậy thì liền chạy đi ăn mừng nhưng cậu không để ý phía trước nên đã bị đập mặt. Sau đó Jerry đã bị nằm yên một chỗ và cực kỳ giận ông thần đèn. Cùng lúc đấy Tâm đang ở bên ngoài thì đã tìm ra được Gia Huy. Thần đèn nhanh chóng xuất hiện để giải cứu và biến Jerry trở nên to lớn. Từ đấy Gia Huy đã dễ dàng tóm được và đè bẹp Tâm. Nhưng cậu không ngờ lại bị Tom cắn cho một phát ở ngay tay. Mèo con nhanh chóng trốn vào trong phòng đựng thuốc thì vô tình tìm được đèn thần. Thần đèn phút trước còn đang phục vụ Jerry thì phút này đã lật mặt quay sang phục vụ Tommy. Ổng nghe theo điều ước của Tom là biến ra một đàn voi để chúng đè bẹp Jerry. Nhưng mèo con không ngờ gậy ông lại đập lưng ông khi đàn voi đã chạy thẳng vào trong nhà. Cậu nhận ra phòng đựng thuốc chưa đóng cửa thì liền vội chạy vào trong. Nhưng tất cả đã quá trễ khi đàn voi vừa rời đi thì cũng là lúc đống thuốc trong phòng bị đổ xuống. Cứ tưởng chuyện không thể nào tệ hơn thì hai bà phù thủy đã trở về. Mèo con hết đường trốn thì liền ước mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Thế là thành công lật kèo một cách ngoạn mục, lại một ngày rảnh rỗi của Tâm và Gia Huy. Trong khi cả hai đang chơi trò đuổi bắt thì Jerry đã trốn vào một góc để đánh lừa Tom. Cùng lúc đấy Butch đang ở ngoài đường thì thấy nhà của Tâm và Gia Huy không đóng cửa. Cậu nhớ tới câu nói cứ tự nhiên như ở nhà nên đã lao thẳng vào trong nhà tắm. Trong khi đó Tommy đang đi tìm Jerry thì bỗng nhiên nhìn thấy Butch. Thế là cậu liền tiễn vị khách không mời mà đến này bằng đường cửa sổ. Butch cũng biết điều nên đã rời đi ngay lập tức.
Cùng lúc đấy, Tommy vừa xả nước tắm thì liền xuất hiện một đàn bọ chét. Chúng nhanh chóng đuổi theo mèo con và khiến cậu chỉ biết vắt chân lên cổ mà chạy. Nhưng Tommy chạy đâu cho khỏi nắng khi chúng đã thành công bám vào người Tommy. Jerry đứng từ xa thấy mèo con liên tục gãi người thì tưởng mèo con đang tập nhảy. Thế là cậu liên tục cười mà đâu hay biết ngay sau đó đã tới lượt của mình. Tommy thấy Jerry thì liền mang lên để cạo lông thì Jerry nhanh chóng phản kháng lại. Jerry có cách riêng của mình khi cậu đã dùng máy hút bụi để hút đám bọ chét ra. Đã thế thì cậu liền nhân lúc Tommy không để ý mà thoát ra và thổi mặt Tommy vào. Trong khi đó Spike đang ngủ thì nghe thấy tiếng gì đó. Cậu nhanh chóng đi hóng chuyện thì phát hiện ra Tâm và Gia Huy đang gãi lưng. Nhưng Spike tưởng cả hai đang thi nhảy nên đã nhanh chóng gia nhập vào. Ngay sau đó con bọ chét đã xuất hiện và dọa cho Spike một pha hú vía. Cậu cố gắng bỏ trốn bao nhiêu thì càng khiến con bọ chét đuổi theo bấy nhiêu. Kết quả là số phận của Spike đã giống y chang Tâm và Gia Huy. Spike không thể nào chấp nhận được nên đã bảo Tommy đánh thật mạnh vào người mình. Cả hai đâu ngờ con bọ chét này đã sử dụng một con robot khác để đánh lừa. Trong khi đó, Tommy đã đánh cho Spike một trận tới nỗi má nhìn không ra. Nhưng vẫn không có tác dụng nên Jerry đã rủ Tom và Spike qua nhà hàng xóm tắm. Ngay khi cả ba vừa nhảy xuống hồ bơi thì đám bọ chét đã tự động chui ra ngoài. Nhưng bọn chúng là cái thứ gì chứ không phải thứ bảy chủ nhật khi đã xả nước khỏi hồ bơi. Từ đấy đám bọ chét dễ dàng quay trở lại trên người bộ ba phá hoại. Sau đó vì quá bất lực nên Tâm và Gia Huy cùng với Spike đã đi chế thuốc diệt bọ. Nhưng trong một phút bất cẩn mà Spike đã vô tình làm đổ cái bình xịt thuốc. Kết quả là nó đã nổ tung và quét sạch luôn đám bọ chét. À nhầm, tôi quên mất, đám bọ chét này cực kỳ thông minh khi chúng biết đeo mặt nạ. Nhìn thấy xe tải đông lạnh kế bên thì Spike gợi ý cả ba có thể chui vào trong đấy. Khi đó đám bọ chét sẽ cảm thấy quá lạnh và rời đi, nhưng cậu đâu ngờ chúng vẫn bám dai như đỉa khi vẫn còn trên người của cả ba. Sau đó Tommy đã nhớ lại nguồn gốc của đám bọ chét này đến từ đâu. Tất cả là do Butch nên cậu đã giả vờ gửi một món quà để đánh lừa nó. Kết quả là đám bọ chét đã được quay trở về chỗ cũ của bọn chúng. Lại một ngày rảnh rỗi của Tâm và Gia Huy, hôm nay mèo con có dịp được lên mặt nên đã liên tục cho Jerry ăn hành. Cậu không quan tâm đến cảm xúc của Jerry mà còn chơi kham quá mức, mặc dù Jerry đã cố gắng né tránh và tìm cách trở lại cái hang. Nhưng Tommy căn bản là không có ý định dừng lại, thế là Jerry vẫn bị mèo con bắt lại và bị ăn hành ngập mồm. Jerry không còn sức phản kháng nữa nên đã vô cùng phẫn nộ, trong khi đó Tom lại liên tục cười lên khiến Jerry đã nảy ra một quyết định táo bạo. Cậu quyết định sẽ đóng gói hành lý và bỏ nhà đi bụi. Khi Tâm quay lại nhìn Gia Huy thì Gia Huy đã ra khỏi nhà và chào tạm biệt Spike. Sau đó Jerry vừa đi vào một căn nhà khác thì đã bị một con chó hung dữ đuổi theo. Tommy thầm nghĩ Jerry sẽ ngoan ngoãn quay trở về nhà sau chuyện hồi nãy, nhưng có lẽ cậu đã quá coi thường Jerry rồi. Jerry đã nhanh chóng tìm cho mình một ngôi nhà khác, ngay khi cậu vừa bước vào cửa thì đã nhìn thấy một con mèo khổng lồ đang chạy. Kết quả là Jerry chưa kịp bỏ chạy thì đã bị Winston bắt lấy, nhưng cậu không ngờ mèo mập không những không làm hại mà còn hy vọng cậu sẽ trở thành bạn tốt của nó. Winston nói mình sẽ bảo vệ Jerry và sẽ không để bất kỳ con mèo nào làm hại Jerry nữa. Nhìn thấy Tommy đã mất đi Jerry thì Spike liền đứng ra an ủi. Tại sao chó và mèo không thể vui vẻ như mèo và chuột được nhỉ? Spike vừa nói xong liền đuổi theo Tommy. Sau đó là chuỗi ngày vui vẻ của Jerry và Winston. Lần đầu tiên Jerry được đối xử tử tế nên cậu chỉ muốn được gắn bó ở đây thật lâu. Trong khi đó Tommy vừa ngủ dậy thì đã nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Cậu tưởng Jerry đã quay lại nhưng hóa ra chỉ là hình phản chiếu của cây xương rồng. Điều đó nói lên việc mèo con đang nhớ Jerry tới mức nào. Cứ vài phút Tom lại kiểm tra xem Jerry đã quay trở lại hay chưa. Nhưng Jerry đang vui vẻ ở chỗ khác thì làm sao có thể nhớ về nơi này. Vì quá cô đơn nên Tommy đã đi tìm một con chuột đồ chơi để thay thế Jerry, nhưng hàng nhái không bao giờ có thể tốt bằng hàng chính hãng. Thế là Tommy dần dần trở nên suy đồi khi cả ngày không ăn không uống. Spike thân là anh em chí cốt thì sao có thể đứng yên nhìn được. Cậu nói bản thân mình sẽ giả làm chuột để cho Tommy đuổi theo. Nhưng Tom không ngờ mình chưa ra tay thì đã bị Spike tẩn cho một trận. Spike thử chui vào hang của Jerry thì cậu nhận ra mình không thể chui ra được. Sau đó Tommy vì không muốn bản thân rơi vào nỗi buồn quá lâu nên đã quyết định đi đăng tin tuyển dụng. Mục đích là để tuyển một con chuột đủ tiêu chuẩn thay thế Jerry. Nhưng qua bao nhiêu con chuột thì chẳng có một con nào có thể làm hài lòng được Tom. Trong khi đó Jerry đang chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nhiên rơi vào trầm tư. Hóa ra cậu đã quen ngủ trên lưng của Tom nên bây giờ đang cảm thấy khó chịu. Cùng lúc đó, Spike không muốn Tommy tiếp tục sa ngã nên đã quyết định rủ Tommy ngủ chung. Mặt khác thì cuối cùng Jerry cũng đã hiểu bản thân mình cần gì. Cậu nhanh chóng thu dọn hành lý và quay trở lại bên mèo con. Chú mèo duy nhất có thể mang đến niềm vui cho Jerry. Tâm và Gia Huy ôm nhau xong thì cả hai đã quay trở lại những ngày tháng đấu đá nhau. Lại một ngày rảnh rỗi ở văn phòng thám tử Tâm và Gia Huy. Hôm nay khách hàng của họ là một người bạn quen thuộc.
Spy kể rằng nhóm bạn cậu ấy đang chơi poker thì đột nhiên bị mất tích vài người. Nếu thám tử Tâm và Gia Huy tìm ra được thì cả hai sẽ nhận được một số tiền khủng. Vừa nghe xong thì Tom và Jerry liền bắt tay vào việc. Họ mua một ít đồ ăn vặt dành cho chó trước khi đi đến chỗ của Spy. Hiện tại trên bàn poker có 7 người nếu tính luôn cả Tâm và Gia Huy. Nhưng hóa ra ván bài này đã có sự sắp xếp của nhà cái. Spike mưu trí đã nhìn thấu được bài của mấy con chó khác nên cậu đã giành chiến thắng. Nhưng những con chó khác lại nghĩ rằng Tommy đã giở trò gian lận nên đã lao vào tẩn cho cậu một trận. Thế là mèo con tội nghiệp đã bị ăn đòn. Bỗng nhiên cả đám cảm thấy mắc vệ sinh nên đã xin hoàn lại buổi chơi. Từng con chó nhanh chóng chạy ra khỏi nhà để đi giải quyết nỗi buồn của mình. Jerry thử bám theo một con chó để điều tra xem. Ngay sau đó con chó đỏ đã biến mất một cách khó hiểu trước mặt mọi người. Tâm và Gia Huy thử chuyển sự chú ý sang con chó nâu thì nó bảo mình cần uống nước, nhưng thực chất nó chỉ muốn lấy hết đống đồ ăn vặt của Tom và Jerry. Đã thế thì Tâm và Gia Huy quyết định sẽ mang nó về đồn để lấy lời khai. Con chó nâu cảm thấy bị xúc phạm nên đã yêu cầu gọi luật sư đến. Tâm và Gia Huy thấy thế thì liền xảy ra mâu thuẫn. Sau đó con chó nâu chuẩn bị nói gì đấy thì đột nhiên nó đã bị biến mất. Thế là vụ án càng ngày càng trở nên khó hiểu và trên bàn bây giờ chỉ còn có 5 người. Spike nghi ngờ là do con chó xám nên đã lôi nó ra một góc để tra hỏi. Nhưng đèn vừa tiếp tục tắt thì lần này mất tới 2 con chó và cả cái bàn luôn. Bây giờ Tâm và Gia Huy mới chuyển sự chú ý sang Spike. Trong khi Tom bị Spike giữ lại thì Jerry đã chạy ra ngoài và tìm thấy một dấu vết. Cậu nhanh chóng lần theo và nhìn thấy những con chó khác đang chơi poker. Chúng kể rằng Spike đã làm trò gì đó nên lúc nào cũng chiến thắng bọn chúng. Thế là cả đám quyết định sẽ dàn dựng nên một vụ bắt cóc để khỏi chơi với Spike. Tâm và Gia Huy nghe xong thì liền có cách giải quyết. Cả hai đã đưa những con mèo đến chơi poker với Spike. Khác với chó thì mèo cực kỳ gian xảo nên Spike không thể giở trò được. Lại một ngày rảnh rỗi ở ngôi nhà của hai bà phù thủy, đám thú nhỏ ở ngoài đang vui chơi thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng nấc cục. Hóa ra tiếng nấc cục bắt nguồn từ mèo con, hai bà phù thủy cảm thấy cực kỳ khó chịu nên đã bảo cậu uống nước vào. Nhưng không có tác dụng khi cậu vẫn tiếp tục bị nấc cục, thế là hai bà đã nghĩ ra đủ 7749 cách để giúp Tommy nhưng giống như đang bón cho cậu một mớ hành thì đúng hơn. Quá bất lực nên hai bà phù thủy quyết định sẽ hù dọa mèo con để cậu hết nấc cực, nhưng hai bà chưa kịp làm gì thì Tommy đã cảm thấy đủ sợ hãi rồi. Trong khi đó, Jerry đã nhân lúc mèo con không để ý liền đổ thuốc biến hình vào. Kết quả là Tommy đã bị phóng to và liên tục làm rung lắc ngôi nhà. Jerry ở gần đấy cũng nhanh chóng nhận báo ứng về hành động của mình. Sau khi phá hoại xong thì Tom liền thu nhỏ trở lại nhưng tiếng nấc cục vẫn còn đó. Hai bà phù thủy nói rằng phải khiến Tom gặp ác mộng thì mới giải quyết được vấn đề nên đã gửi cậu vào trong rừng tối. Hai bà cũng không quên dặn dò Jerry đi theo sau để đảm bảo Tommy sẽ bị hù dọa. Cùng lúc đó mèo con đang run rẩy khi phải đi bộ trong rừng tối. Cậu nhìn xung quanh thì nhận ra ở đâu cũng có thể có ma. Nhưng Tommy đâu ngờ Jerry đã đi ở phía sau và dọa cho cậu một pha giật mình. Sau đó Jerry tiếp tục ra tay khi đã biến một con thỏ trở nên to lớn. Nhưng cậu cảm thấy nhiêu đó vẫn chưa đủ nên đã cho cái cây kế bên Tommy sống dậy. Cái cây cũng rất lịch sự khi muốn chào hỏi mèo con mà mèo con lại che mặt lại. Kết quả là cái cây vừa bắt được Tom thì cậu đã liên tục nấc cục lên để thoát ra. Nhìn thấy Tâm vẫn còn bị nấc cục nên Gia Huy đã triệu hồi một cái hố lửa. Mặc dù mèo con đã thoát ra được nhưng Jerry đã nhanh chóng triệu hồi quỷ lửa. Tommy lúc đầu còn coi thường nó nên đã bị nó nướng chín ngay lập tức. Jerry ở gần đấy vừa cười lên thì cũng bị một con quỷ lửa đuổi theo. Chẳng mấy chốc mà Tâm và Gia Huy đã bị bọn chúng dồn vào đường cùng. Bây giờ mèo con mới phát hiện ra cây đũa thần của Jerry nên đã giành lấy. Cậu nhanh chóng bay xuống để thu hồi câu thần chú quỷ lửa. Cho dù bọn chúng có ra sức phản kháng thì đứng trước Tom đang giận dữ cũng không có tác dụng. Xong việc thì cậu liền quay sang xử lý Jerry như mọi khi. Ngay khi Tommy vừa dồn được Jerry vào đường cùng thì đã xuất hiện một con quái vật. Con thỏ bị Jerry phóng to đã dọa cho mèo con ngất lịn đi. Nhờ đấy mà tiếng nấc cục đã không còn nữa. Ngay khi cả hai vừa ôm nhau ăn mừng thì lần này đã tới lượt của Jerry. Lại một ngày rảnh rỗi của Tâm và Gia Huy, hôm nay là ngày xui xẻo của Tommy khi cậu bị ăn đấm từ trong nhà ra tới ngoài. Ngay khi Spike chuẩn bị đấm Tom tập 2 thì bỗng nhiên xuất hiện một xe chở thư. Thú vui của Spike đó là mỗi khi xe chở thư xuất hiện thì cậu sẽ chạy ra đuổi đi. Còn Tommy ở gần đấy thì bị ăn đòn mà không hiểu tại sao. Hóa ra đơn hàng này là của mèo con khi tối qua cậu vừa săn sale thành công. Ở bên trong là một khóa học dạy karate nhằm giúp cậu trả thù Jerry và Spike. Ngay khi cậu vừa cho đĩa chạy thì đã bị thu hút bởi những tư thế kung phu này. Thế là cậu cố gắng tập trung để tập theo giống như trong đĩa. Tommy từ một con mèo không có chút nền tảng võ thuật nào nên đã bị ngã trong lúc tập. Đứng trước sự cười nhạo của Jerry và Taffy, mèo con không hề tỏ ra chán nản. Cậu nhanh chóng tập lại và lần này cậu đã lôi luôn cả cái TV xuống dưới.
bị tivi đập vào mặt mà mèo con đã bị ám ảnh bởi thứ kung fu này. Thế là cậu liền đứng dậy để thể hiện vài đường quyền cho Spike xem. Jerry và Taffy ở gần đang hóng hớt thì liền bị Tom cho một chưởng nằm ngất tại chỗ. Thế là Taffy không phục liền vào thế muốn đấu với Tommy. Mà mèo con cũng rất công bằng khi trước giờ không ức hiếp kẻ yếu. Cậu chỉ dùng bàn tay của mình để chiến đấu với Taffy. Nhưng không ngờ Taffy vừa đấu được vài hiệp thì đã bị thất bại toàn tập. Jerry nhìn thấy cháu mình bị bắt nạt thì liền bước tới trả thù nhưng vẫn chịu chung số phận. Spike thấy mèo con như vậy thì muốn dùng nắm đấm để nói chuyện. Nhưng cậu không ngờ Tommy chỉ vừa giơ tay lên thì đã dễ dàng đỡ được. Tommy lúc này đã có thể bay lên trần nhà và đạt đến cảnh giới như một cái bóng. Jerry, Taffy và Spike căn bản không còn là đối thủ của mèo con. Giờ đây Tom đã đạt tới đỉnh cao của kung fu. Đối mặt với sức mạnh gia tăng đột ngột của Tom thì Jerry, Taffy và Spike cũng rất bất lực nên phải họp nhau bàn kế sách. Rất nhanh Jerry đã nảy ra một kế hoạch để giải quyết vấn đề. Họ sẽ phải đánh vào đầu Tommy thì mới có thể mang Tommy lười biếng quay trở lại. Sau đó cả ba đã nhân lúc mèo con đang ngủ liền dùng chảo để tấn công. Nhưng Tommy vẫn rất tỉnh và đẹp trai nên đã cướp được cái chảo để đập lại. Spike ở ngoài đang hóng chuyện cũng không thể thoát được. Sau đó mèo con đã nhận được một lá thư nặc danh. Cậu làm theo hướng dẫn và đến cửa để ứng chiến nhưng không ngờ đã trúng bẫy. Nhưng với Haki bá vương của mình thì Tom đã dọa cho Spike không thể cử động. Mèo con nhân lúc Spike không cảnh giác liền bật trạng thái đề cao và tương tác. Sau đó Tommy thử luyện tập với ván gỗ thì không cái nào chịu được quá một phát. Bỗng nhiên có một đơn hàng bí ẩn nên mèo con đã mang vào nhà xem. Cậu thử bật cái đĩa lên thì là một số hình ảnh về chữa lành tâm hồn. Jerry, Taffy và Spike hy vọng lần này sẽ có hiệu quả để Tommy thay đổi bản thân. Nhưng cả ba không ngờ mèo con không hề có chút dao động. Thay vào đó, Tom chuẩn bị vào trạng thái đề cao và tương tác một lần nữa thì cả đám đã lao đến ôm lấy Tom vào lòng. Mặc dù không có tác dụng nhưng cú đập từ ông chủ đã khiến Tom hoàn hồn. Lại một ngày rảnh rỗi ở ngôi nhà của hai bà phù thủy, Tâm và Gia Huy đang chơi trò bắn phép do mới học được ở trường Hogwarts. Mèo con nhanh chóng tung ra một câu thần chú thì liền bị Jerry phản ngược lại. Mặc dù đã tránh được nhưng cậu không ngờ nó sẽ bay trở lại. Sau đó mèo con thử một câu thần chú khác thì lần này lại biến ra một đàn bướm. Jerry nhanh chóng biến chúng trở thành những con dao để tặng cho Tom vài cái lỗ. Ngay khi cậu đang cười trên chiến thắng thì liền bị mèo con tung phép vào mặt. Không chịu thua, Jerry liền dùng câu thần chú gậy ông đập lưng ông lên Tommy. Thậm chí cậu còn tung phép để khiến cái tủ đè bẹp mèo con. Trong khi đó hai bà phù thủy đang ngủ thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng động lớn. Họ định ra ngoài kiểm tra thì Newt đã nói dối là tiếng của vài quyển sách rơi. Sau đó cậu dặn dò Tâm và Gia Huy hãy nhanh chóng dọn dẹp trước khi hai bà phù thủy phát hiện ra. Nhưng trong lúc dọn dẹp, cả hai đã vô tình phát hiện ra cái răng của yêu tinh. Newt kể rằng nếu ai có thể sở hữu được cái răng thì sẽ có sức mạnh bất khả chiến bại. Nhưng đổi lại cái giá phải trả đó chính là tâm trí sẽ không được ổn định. Mèo con mặc kệ lời nói của Newt liền cầm lấy và bộc phát sức mạnh mới. Từ đấy cậu quyết định bật luôn hai bà phù thủy ở trong nhà. Nhưng hai bà cũng không quên nói với Tommy hãy nhanh chóng hoàn lương. Nếu không tí nữa tiên răng đến mà không thấy cái răng đâu thì đừng có trách. Newt biết điều nên đã nhanh chóng tìm chỗ trốn để tránh rắc rối. Trong khi đó, mèo con mặc kệ luôn lời nói của hai bà phù thủy. Cậu liên tục tung chưởng về phía Jerry khiến Jerry chỉ biết chạy là thượng sách. Nhưng trong một phút Tâm bất cẩn mà Gia Huy đã lật ngược tình thế, cậu nhanh chóng cướp lấy cái răng và trở nên bất khả chiến bại. Tommy thử dùng cách cũ nhưng kết quả đã bị Jerry đọc như một quyển sách. Nhưng Jerry không ngờ Tom đã bị biến thành cho vẫn có thể cướp được cái răng. Không những thế, mèo con còn cho thẳng chiếc răng vào trong bụng để biến thành siêu Saiyan huyền thoại giống Broly. Ngay khi Jerry bị dồn vào đường cùng thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Một thứ sức mạnh khổng lồ khiến cho Tommy cũng phải tỏ ra sợ hãi một phần. Sau đó cậu nhìn thấy tiên răng chỉ là một con người nhỏ bé thì liền lên mặt trở lại. Tiên răng hỏi cái răng của yêu tinh đâu thì Tom liền chỉ vào cái bụng của mình. Bà ta quyết định cho Tommy một cơ hội, khi đếm đến 3 thì cậu sẽ phải trả lại. Thay vì nghe lời tiên răng thì cậu quyết định sẽ tung chưởng Kamehameha. Nhưng đứng trước sức mạnh vô đối thì chúng sinh bình đẳng kể cả mèo con. Tommy vẫn không phục liền muốn thử lại nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Tiên răng nhanh chóng hạ gục cậu và đòi lại cái răng, kèm theo đó là một đồng xu. Sau đó Tâm và Gia Huy đã bị hai bà phù thủy phạt phải dọn dẹp ngôi nhà. Nhưng trong lúc làm việc thì cả hai tiếp tục tìm thấy một cái răng khác. Lại một ngày rảnh rỗi của Tâm và Gia Huy. Cả hai đang chơi trò mèo vườn chuột thì vô tình chạy vào nhà kho của hai ông bà chủ. Mèo con vừa đuổi kịp thì Jerry đã nhanh cái hen liền quăng tấm ảnh vào mặt. Sau đó Jerry nhìn thấy Tom đang cố gắng trèo lên liền tặng cho một quả bowling. Mặt khác ông chủ đang dọn dẹp thì vô tình tìm thấy một con gấu bông. Ông hỏi bà chủ có thực sự muốn bán nó không thì bà bảo có. Ngay khi ông chủ vừa ném con gấu bông vào trong thì bỗng nhiên Spike xuất hiện. Ông bảo cậu đi ra chỗ khác vì ngày mai sẽ mang hết đống đồ trong đó để đi bán. Tâm và Gia Huy vừa nghe xong liền trở nên hoảng loạn.
Hóa ra trên cổ con gấu bông có cái vòng đầu tiên mà Spike tặng cho Thai. Cùng lúc đấy Tâm và Gia Huy đang cố gắng thoát ra nhưng không được. Thế là cả hai tiếp tục chơi trò đuổi bắt như mọi khi. Jerry nhanh chóng dụ mèo con lên một cái máy chạy bộ và tăng tốc nó lên mức tối đa. Chẳng mấy chốc mà Tommy đã bị ngã lăn ra phía sau vì không theo kịp, trong khi đó Spike đang tức giận vì mình không thể lấy được cái vòng cổ. Thế là cậu quyết định nhờ Tâm và Gia Huy giúp mình một chuyến. Dưới những lời hăm dọa của Spike thì Tom và Jerry chỉ có thể gật đầu đồng ý. Nhưng trong lúc tìm kiếm cả hai cũng không quên chọc ghẹo nhau một chút cho đỡ chán. Kết quả trong cuộc đấu kiếm đã quá rõ ràng khi Jerry hoàn toàn out trình mèo con. Trong khi đó Spike ở bên ngoài đã nhìn thấy cái vòng cổ, cậu nhanh chóng ra lệnh cho Tâm và Gia Huy trèo lên trên để lấy nó. Nhưng cả hai liên tục đổ trách nhiệm cho nhau để người còn lại phải leo lên. Đã thế thì Spike nói hãy chơi trò tung đồng xu để quyết định. Nếu ra mặt sấp thì sẽ là Jerry, còn nếu ra mặt ngửa thì sẽ là Tommy. Kết quả không ngoài mong đợi khi mèo con sẽ phải trèo lên trên để lấy vòng cổ. Cậu dùng cái bạt lò xo để bật cao nhưng do hơi quá đà nên đã bay thẳng lên trần nhà. Sau đó tới lượt của Jerry thì cậu quyết định sẽ bắn bản thân bay lên. Nhưng chỉ thiếu một chút nữa là đã thành công rồi. May mà Jerry nhanh trí sử dụng một cái móc câu để kéo cái hộp nghiêng qua một bên. Trong tình thế ngàn cân treo sợi bún thì Jerry đã dùng một cái khò ga để chặn lại. Mặc dù đã thành công lấy được cái vòng cổ nhưng lại vô tình đốt hết đồng pháo. Thế là nhà kho liền phát nổ trước sự chứng kiến của hai ông bà chủ. Còn Spike thì đã lấy lại được cái vòng cổ. Sau đó cậu nhanh chóng đeo nó lại cho Thai. Bỗng nhiên một quả pháo bay đến thì Spike liền dùng tay không bắt được. Cậu vừa bảo có chuyện gì mà phải sợ thì quả pháo liền phát nổ trước mặt cả ba. Nếu bạn thấy hay thì có thể nhấn like và đăng ký kênh giúp tụi mình để tụi mình có động lực ra tiếp video nhé.